Thời điểm đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra, cơ sở sơ chế sợi bì của anh Mạnh ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đang dừng hoạt động. Dù trước đó những hình ảnh phóng viên ghi được, bì lợn trong các tủ đông đã bốc mùi hôi thối do để lâu ngày, nhưng cơ quan chức năng cũng bất lực, không thể kiểm tra được khu chứa nguyên liệu do chủ cơ sở đã khóa cửa. Chỉ có thể khóa hôm qua nó làm mất rồi thì bà làm gì có thể khóa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện tại cơ sở này có 5 bao tải chứa hóa chất phèn kép do công ty Super Phốt Phát và hóa chất Lâm Thao sản xuất với trọng lượng hơn 100 kg. Hóa chất này là thứ để ngâm tẩy trắng, tạo độ dai giòn cho sợi bì mà cơ sở đã sử dụng, theo chính tiết lộ của chủ cơ sở dưới camera giấu kín. Thế này là em bắt đầu to rồi này, bắt đầu để lấy độ giòn. Thế thôi. Có nghĩa là mình hòa trực tiếp vào đây. Vâng. Xong mình ngâm mấy tiếng. Thế này thì trong vòng tiếng rồi tiếng. Đổ trực tiếp phèn kép vào bồn nước để ngâm bì sợi. Thế nhưng, dưới máy quay công khai khi kiểm tra, chủ cơ sở lại không thừa nhận thực tế đó. Cái này thật sự ra là em mua hộ và chị gái là hôm cách đây hôm kia, em chưa mang đi. Để có căn cứ xử lý hành vi sử dụng hóa chất công nghiệp sơ chế sợi bì, đoàn kiểm tra đã niêm phong 140 kg sợi bì thành phẩm, hơn 100 kg phèn kép và lấy mẫu đi giám định. Cùng thời điểm, tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất nem rán có tên Thanh Huyền ở xã Tứ Hiệp, đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng phát hiện loại bột trắng lạ không có bất kỳ thông tin gì được chủ cơ sở sử dụng, đúng như loại bột mà phóng viên đã ghi lại trước đó. Đợt đầu tiên chị mới làm thì nó chưa ngon lắm. Thế về sau này thì chị mấy kiểu như là chị bảo là cho thêm một chút những các này, bởi vì các nhà giò ấy thì họ cũng cho thêm một tí vào để cho nó có độ dẻo đấy. Do chủ cơ sở không biết tên chính xác và loại bột sử dụng không hề có nhãn mác xuất xứ, nên đoàn kiểm tra đã lấy mẫu giám định, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động, chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu bột, mẫu nem chua để đưa ra mức xử lý chính thức với cơ sở này.